Nhà không có khá giả, gia đình thì đang nợ nần, không hề có một cái tài sản nào, thậm chí nhà cũng không có. Vậy thì làm sao mà có thể đi du học được? Mà không những một mà là hai người con đi du học được luôn. Xin chào quý vị và các bạn, mình là Michael. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái câu chuyện, một cái người mà mình quen không có hề có nhiều tài sản nhưng mà vẫn lo cho con cái đi du học, hai đứa học đàng hoàng. Và bây giờ đang trong thời điểm là làm giấy tờ để được định cư ở lại. Một người ở Úc, một người ở Canada. Cái video này mình làm để cho những các bạn trẻ mà có cái tinh thần và có ý chí, quyết tâm muốn đi du học vẫn có thể làm đi du học được nếu các bạn có thật sự có quyết tâm. Các bạn đừng có nghĩ là gia đình mình không có tiền, gia đình mình không có khá giả thì làm sao mình đóng tiền, làm sao mình có tiền. Vẫn có cách để các bạn làm được. Các bạn có một điều duy nhất thôi. Khi mà bạn mà nói ra những cái câu này cho người thân các bạn, mà ngay cả khi mà ba mẹ của các bạn á, mà ba mẹ của các bạn á sẽ nói với bạn là mày điên à, mày có bị khùng không, nhà mình như vậy làm gì có tiền, cho mày ăn đã thấy khó khăn rồi, đi học ở Việt Nam còn chưa lo cho nổi mà làm sao mà cho mày đi du học nổi đó các bạn. Khi bạn nghe ba mẹ bạn nói những câu này, hoặc là bạn nói chuyện với anh chị em của các bạn hay bạn bè của bạn, thì bạn sẽ bị người ta chửi, nói là mày khùng à, mày điên à. Nhưng mà các bạn, khi mà bạn nghe người ta chửi bạn vậy mà bạn vẫn tin là bạn đi được, bạn vẫn tin bạn có khả năng đi được bằng cách bạn học cực giỏi, hoặc là bạn không cần phải gọi là học cực giỏi mà bằng cách là bạn hãy cố gắng nỗ lực học tiếng Anh cho khá, thì có hai con đường mình sẽ giúp các bạn. Đường thứ nhất, nếu bạn học tiếng Anh khá và cộng học lực ở trong lớp của bạn học khá nữa, thì cái đó bạn có thể xin học bổng. Bạn có thể xin học bổng toàn phần, hoặc xin học bổng bán phần, hoặc xin học bổng học phí không. Rồi thì nhiều loại học bổng đó các bạn. Thì bạn nào muốn thì các bạn có thể tìm hiểu trên mạng. Bây giờ thông tin nó rất là nhiều. Và không chỉ có đi Úc không đâu các bạn. Có những nước như Đức, Hà Lan, Bỉ, những nước châu Âu thường thường nó cho các bạn đi miễn phí. Ủa, nó cũng vẫn dạy bằng tiếng Anh. Tại sao các bạn không nghĩ bằng phương pháp đó? Những cái nước như là Do Thái, những cái nước đó người ta cũng vẫn cho bạn đi qua đó học tập mà, nó nói tiếng Anh mà. Tại sao phải cứ cắm đầu qua Mỹ, Anh, Úc, Canada gì vậy các bạn? Còn những cái nước khác cho bạn lựa chọn mà. Đó là cái thứ nhất mình muốn chia sẻ với các bạn. Và cái thứ hai, có những cái người mà mình biết gia đình họ không hề khá giả, họ chỉ lo được cho con họ, mà thậm chí họ không có tiền để cho con họ đóng học kỳ đầu tiên khoảng mấy ngàn đồng, không có tiền đóng, phải đi mượn, mà ngân hàng cũng không có nhà cửa gì để mà đi vay ngân hàng. Họ chỉ cần đóng cho mấy đứa nhỏ một học kỳ đầu tiên thôi các bạn. Rồi khi mà tụi nó biết gia đình mình như vậy, khi họ biết được cái gia đình mình nó không có khá giả, thì qua đây nó phải tự thân vận động. Nhưng mà những người mà qua đây mình khuyên một cái nữa, các bạn phải tập ở bên Việt Nam trước. Nấu ăn bạn cũng phải biết, rồi lái xe bạn cũng phải biết, rồi đi làm thêm bạn cũng phải tập hết đó các bạn. Không biết thì đi làm nhà hàng, nhưng mà sau khi đi làm nhà hàng rồi phải đi làm những chỗ khác để tiền nó thu nhập nó tăng lên các bạn. Đâu có thể nào bạn đi làm 5 đồng, 10 đồng hay mười mấy đồng mà có thể lo được cuộc sống bên này đâu. Ít nhất cũng phải là hai mấy đồng, ba mấy đồng, giỏi nữa là bốn mấy, năm mươi mấy, sáu mươi mấy đồng một giờ. Cái gì nó cũng có cách hết, quan trọng là bạn không biết cách và bạn không biết được cái người để các bạn có thể hỏi, bạn chỉ cho bạn có kinh nghiệm để các bạn có thể làm. Và nhiều khi á, không có biết được lái xe nó sẽ không có giúp được các bạn nhiều đâu. Bạn thử nghĩ đón public transport, đón xe bus rồi ra xe lửa rồi đi xe tram, tốn các bạn biết bao nhiêu tiền, khi bạn chạy xe cái vèo một cái là tới luôn. Ngày xưa mình qua đây mình không biết lái xe trong vòng 6 tháng đầu tiên nó rất là cực, rồi sau đó mình lái xe được rồi thì cuộc sống nó thoải mái lắm. Và một trường hợp nữa mình nói các bạn á, không phải gia đình á, ba mẹ sinh ra bạn ra trong gia đình của các bạn á, khó khăn đó là chuyện của ba mẹ của các bạn. Nhưng mà các bạn có giàu có, các bạn có thành công, các bạn có cuộc sống thịnh vượng hay không là do các bạn, chứ đừng có đổ thừa ba mẹ. Có những người mà mình biết sau khi họ thành công rồi, họ nói với mình là rất là may cho anh và cho chị khi mà sinh ra trong một cái gia đình gọi là khó khăn. Nếu mà họ sinh ra trong một cái gia đình mà khá giả rồi, họ không có nỗ lực, không có phấn đấu và không có nhiều cái thành tích, thành tựu như ngày hôm nay, bạn nghĩ coi những câu nói đó người ta nói có đúng không? Nếu bạn sinh ra mà đã có sẵn vàng bạc sẵn các bạn, bạn xin bao nhiêu tiền ba mẹ cũng cho, bạn muốn ăn cái gì cũng có, cuộc sống bạn còn gì ý nghĩa nữa, có còn gì để phấn đấu nữa đâu các bạn. Bạn chỉ có việc là xài tiền. Bạn muốn đi học ở đâu cũng được, tiền thì dư rồi. Bạn muốn đi du lịch ở đâu cũng được thì không bao giờ thiếu tiền. Thì vậy cái cuộc sống nó còn ý nghĩa nữa không? Hoặc là một cái cuộc sống mà sinh ra nó quá nghèo, bần cùng luôn, thì nó sự nỗ lực của các bạn. Nhưng mà mình biết là không ai trong các bạn coi video này của mình có một cái tới nỗi mà gọi là bần cùng. Nên các bạn nên nhớ là nếu mà gia cảnh của bạn không khá giả, các bạn vẫn có thể đi du học được. Với hai cái đó các bạn, cố gắng ở trong lớp các bạn học khá và tiếng Anh của bạn phải cực kỳ khá.
Và trước khi đi du học thì các bạn hãy nên cố gắng thi tiếng Anh IELTS hoặc là PT ở Việt Nam trước đi. Có những bạn nói với mình á là em ở Việt Nam em học tiếng Anh không có giỏi được. Sai rồi các bạn. Ở Việt Nam học tiếng Anh vẫn giỏi được. Có những người bạn mình biết, những người em mình biết tiếng Anh ở Việt Nam vẫn 7.8 chấm được trước khi qua Úc luôn. Bình thường người ta vẫn giỏi được. Các bạn vẫn có thể giỏi được. Các bạn đừng có lập trình cho cái não của mình là mình không làm được cái gì đó. Bạn phải lập trình ngược lại cái não mình là làm thế nào để làm được gì đó. Mình đã nói ngay từ đầu cái video rồi. Các bạn nghĩ là các bạn sẽ không đi qua Úc du học được, hoặc là du lịch được, hoặc là không đi qua Singapore, không đi qua mấy cái nước tiên tiến để các bạn có thể đi học được. Bạn đã lập trình trong cái đầu bạn như vậy. Nếu mà ngày xưa mình không lập trình đầu mình ngược lại, ba mẹ mình nói thôi nhà mình không có khán giả, không có đi được, thì chắc chắn là mình giờ này cũng không có mặt ở bên Úc rồi. Và em mình cũng không có mặt ở đây, và những cái người em khác của mình cũng không có mặt ở bên Úc đó các bạn. Mình phải lập trình cho cái đầu mình là mình làm được và mình có thể làm được, không có số phận gì ở đây hết đó các bạn. Vẫn biết mỗi người sinh ra có một số phận, mỗi người sinh ra có một cái hoàn cảnh, nhưng bạn là người thay đổi cái số phận của bạn chứ không phải là ông trời. Bạn là người thay đổi cái số phận của bạn. Tại khi mà bạn quyết tâm, khi mà bạn nói là bạn có thể làm được, khi bạn có thể thay đổi cái số phận của bạn được, thì lúc đó bạn mới thoát nghèo các bạn. Mà không phải bạn suy nghĩ để thoát nghèo thôi, bạn phải suy nghĩ phải làm giàu. Bạn muốn suy nghĩ chứ thoát nghèo thì bạn chỉ cao lắm là bạn khá giả thôi, hoặc là trung bình thôi, chưa được khá giả nữa. Nhưng mà bạn có suy nghĩ của bạn là phải làm giàu, phải thay đổi cái tư duy của bạn đi, thay đổi tất cả mọi thứ mà trong đầu. Cái vấn đề ở đây không phải là bạn biết làm cái gì các bạn. Cái vấn đề ở đây là bạn biết ai, và cái người đó người ta sẽ chỉ cho bạn đi cái con đường ngắn nhất, để bạn không có tốn nhiều thời gian, bạn không có phải gặp trở ngại này gặp trở ngại kia. Các bạn hãy đi một cái đường thẳng. Đường thẳng cũng được, lên dốc cũng được, xuống dốc cũng được, có rơi vào hố cũng được, cũng phải bước đứng lên mà đi. Đi vượt núi vượt đèo miễn sao bạn đi ngang đi dọc, bạn muốn đi sao miễn sao bạn tới đích là được. Hy vọng cái video này có thể là đem lại cho các bạn sự tự tin. Và các bạn nào mà chưa coi những cái video khác của mình thì các bạn có thể vào xem những cái video du học, định cư, chọn nghề và tất cả những video để các bạn có thể tìm được những cái hướng đi của mình, nghề nghiệp của bên Úc, để cho các bạn có được những cái việc làm tốt, để các bạn có được những cái nguồn thu nhập để các bạn có thể lo cho cuộc sống, cơm áo gạo tiền của bạn bên Úc. Tất cả mọi chi phí nó rất là mắc các bạn, nên các bạn hãy cố gắng nỗ lực để các bạn có thể thành công. Khi các bạn mang được những cái đồng tiền các bạn làm được, các bạn gửi về cho ba mẹ các bạn, thì lúc đó ba mẹ các bạn hết lo. Chứ vẫn còn ở bên Việt Nam, mà các bạn thử nghĩ đi, tiền ở bên Việt Nam biết bao nhiêu để lo cho các bạn ngược lại qua bên Úc này. Và rất là may cho các bạn, hiện tại là nước Úc bỏ cái chế độ gọi là không có bắt chứng minh có khả năng đi du học nữa rồi. Việt Nam mình đã nâng lên một cái level mới rồi. Thì bây giờ các bạn học nó không cần các bạn cái chứng minh tài chính nữa rồi, đối với những cái trường đại học á. Rồi, hy vọng là các bạn có thể tự tin đi ra những cái văn phòng tư vấn du học. Và ngày xưa mình làm ở dịch vụ IDB, các bạn miễn phí hoàn toàn hết. Các bạn hãy xuống IDB. IDB nó có ở Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Sài Gòn thì có tới 2-3 chi nhánh lần đó. Các bạn hãy liên lạc với nó để các bạn được tư vấn. Còn nếu bạn nào muốn mình giúp các bạn liên lạc với mình để mình giúp luôn. Giúp để xin học bổng, giúp để cho con cái đi học á. Chúc các bạn thực hiện được giấc mơ của các bạn nha. Ngày nào các bạn qua được Úc rồi thì các bạn cho mình biết để cho mình chia vui cùng các bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình chia sẻ. Vì thuật toán YouTube rất là thích những cái video có nhiều tương tác, nên bà con giúp Tâm bấm nút like, share, comment những cái suy nghĩ của mọi người dưới phần bình luận để video đến được với nhiều người hơn. Cảm ơn tất cả mọi người.